chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại học bài Thương lắm thầy cô ơi. Bài này gồm 67 bước. Bây giờ chúng ta vào phần đếm chậm nha. Bắt đầu. Câu 8 đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 8 thứ 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sang câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 7. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bây giờ mình sẽ bước về đằng trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn video lần sau.